Công ty Amway Việt Nam vừa chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008. Là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Amway của Mỹ, đứng đầu thế giới về bán hàng trực tiếp. Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2008. Có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai, công suất hàng năm tương đương 30 triệu đô la Mỹ giá trị sản phẩm. Đến nay, công ty đã giới thiệu ra thị trường trên 40 sản phẩm, có văn phòng giao dịch, trung tâm phân phối và trung tâm huấn luyện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với việc đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Amway Việt Nam đã hoàn thiện quy trình sản xuất và kinh doanh, nâng cao năng suất, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng mục tiêu nhu cầu ngày càng cao của nhà phân phối và người tiêu dùng.